Thưa quý vị, từ ngày hôm nay 16 tháng 9, thành phố Đà Nẵng nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội nhưng không buông lỏng quản lý. Các địa phương phải chịu trách nhiệm tổ chức kiểm soát việc ra đường của người dân, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Đó là yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Thực tế, lợi dụng việc thành phố nới lỏng một số hoạt động thiết yếu, một bộ phận người dân thành phố đã hiểu chưa đúng hoặc cố tình vi phạm các quy định về giãn cách xã hội. Phản ánh của phóng viên thời sự. Người đàn ông này bị lực lượng 911 phát hiện ra đường khi không có việc cần thiết. Khi bị mời vào làm việc, người này đã khẳng định mình là nhân viên cây xăng nên được cấp giấy đi đường. Tuy nhiên qua kiểm tra, công an phát hiện người này đang đi giao thực phẩm là thịt vịt cho vợ. Trước chứng cứ không thể chối cãi, ông đã ký vào biên bản xử lý vi phạm. Hiện nay tình trạng người dân lợi dụng công việc của mình để ra đường, lợi dụng mượn thẻ đi đường và các băng của tổ phòng chống Covid cộng đồng để phục vụ riêng cho lợi ích cá nhân như đi ship cấp hàng. Thì đối với những trường hợp này thì khi tổ công tác phát hiện thì thường rất tự tin và tranh cãi quyết liệt với tổ công tác cho đến khi tổ công tác dùng các biện pháp nghiệp vụ truy sát và làm rõ, thì đến lúc này thì các đối tượng này mới chịu cúi đầu nhận hành vi. Lợi dụng giấy đi đường với mục đích đi giao hàng, đây là một trong số rất nhiều những vụ việc được cơ quan công an phát hiện. Ngoài ra, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại các siêu thị. Nếu phát hiện chủ cơ sở bán hàng cho những trường hợp không nằm trong tổ cung ứng hàng hóa, không có giấy đi chợ, giấy đi đường hoặc từ địa bàn khác sẽ bị xử lý theo quy định. Vì thời gian ban đầu thì công an phường ở trong một ghi nhận là các cơ sở kinh doanh siêu thị là người ta vẫn chưa đảm bảo về quy tắc 5K, chủ yếu là về khoảng cách, giữ khoảng cách. Nên là công an phường đã quán triệt tổ tuần tra là thường xuyên tuần tra là đến các điểm này để mà tuyên truyền hướng dẫn. Thì từ khi đó đến nay thì các chuỗi hàng siêu thị là người ta sẽ chấp hành đảm bảo hơn. Không dừng lại ở việc xử lý trực tiếp các trường hợp vi phạm, cơ quan công an còn tích cực đấu tranh với vấn nạn tin giả, tin độc trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tới công cuộc chống dịch. Thống kê từ đầu mùa dịch 2021, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện 30 trường hợp, xử phạt hành chính 8 trường hợp với 95 triệu đồng. Các đối tượng đã lợi dụng tình hình để phát tán những cái thông tin xấu như là kết quả dương tính không đúng đối với các đối tượng bệnh nhân, hay là về cái việc mà phong tỏa thì họ nghe ngóng những cái thông tin phong tỏa đó ở đâu thì họ lại tung ra thông tin để làm cho người dân hoang mang. Thì có những đối tượng rất là mưu mô, chúng lập ra những cái nick giả, những cái nick ảo để tung ra cái tin. Thì với những cái nick ảo đó thì trong quá trình là xác minh là rất là khó khăn. Cùng với những nỗ lực kiểm tra, giám sát và quyết liệt xử phạt vi phạm quy định phòng chống dịch của các lực lượng chức năng, người dân cũng cần phải nâng cao ý thức hơn nữa đối với sức khỏe cộng đồng, luôn tuân thủ các quy định để phòng chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, góp phần cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.